Hello mọi người, hôm nay mình đi xem một số căn nhà mẫu ở vùng Tenet. Nó nằm cách từ nhà mình xuống đây cũng khoảng hơn 10 phút chạy xe thôi, thì đường cũng ở khá là gần các bạn. Nếu mà chúng ta đi từ cái đường hiện tại bây giờ là họ đang phóng đường của cái chợ Laverton đi về phía tây đó. Vùng này thì nó cũng chưa tới vùng Werribee, nó nằm ở khoảng giữa. Thì bắt đầu là một cái vùng mới, mình thấy rất là đẹp luôn, nó khang trang. Thì hôm nay mình đi xem nhà mẫu á, luôn tiện thì chia sẻ những cái mẫu nhà đẹp cho mọi người xem. Mình thì thích đi xem nhà thôi, mình thích đi xem nhà mẫu, mình đi xem bên trong bên ngoài rồi đó. Sau này biết đâu được mình có cơ hội mình xây cái nhà mẫu cho nó đẹp, nhà mới mới cho nó đẹp. Đùa với mọi người thôi, hôm nay mình đi xem nhà mẫu thôi mọi người. Này của công ty Perpen gì đây. Đây là mẫu nhà lầu nè các bạn. Một dãy luôn, một dãy nhà mẫu rất là đẹp, nhà mẫu mới mà. Nếu mà mình thích ưng cái mẫu nào của công ty nào thì mình lấy đó mình xây thôi. Có một số công ty họ như họ nghỉ holiday hay sao đó, văn phòng họ không có làm việc các bạn ơi. Vậy là hôm nay mình đi bị hố rồi. Đi xem nhà mà bây giờ là mình nghỉ holiday, chắc họ cũng nghỉ holiday rồi. Công ty bán buôn gì cũng nghỉ holiday hết trọi hết trơn rồi. Thôi chứ sao vô. Đây nè, bên ngoài đường nè các bạn thấy đẹp không? Thì lỡ rồi mình đi một vòng ở đây cho mọi người xem cái cảnh ở bên này. Qua bây giờ trời bữa nay nóng lắm á, 45 độ. Hiện tại là mình đi ngoài trời 11 giờ trưa. Dưới kia thì nhà là họ đang xây hết rồi. Đây nè, đây là một trong những cái căn nhà mẫu ở khu này đó các bạn. Rất tiếc là họ nghỉ holiday, đóng cửa hết trơn rồi. Có khá là nhiều công ty đó. Đây là những cái mẫu nhà mình chỉ ở bên ngoài thôi, không vô được bên trong tại vì họ đóng cửa rồi. Định đi xem nhà mà cũng quên lửng đi, đây là mùa holiday. Người ta nghỉ hết trơn rồi. Qua mấy cái mẫu nhà này đẹp quá các bạn ơi, sáng trưng à. Ủa nè, rộng, rất là rộng luôn. Ở Việt Nam mình ai có đất khoảng 20m, 15m, chiều ngang dài ở sau 30m mà có những cái mẫu nhà như thế này nè, tuyệt vời luôn. Ở vậy thì cần gì nhà lầu, đúng không? Tuyệt vời luôn. Nhà có gara nữa nè, đó, kia gara họ làm cái văn phòng. Đây nữa. Họ đóng cửa họ nghỉ hết rồi, vô không được. Một dãy nhà luôn. Phải mấy cái căn nhà đây mà nó nằm ở dưới khu của mình là ngon biết mấy. Cái vùng chỗ mình ở vùng cũ rồi. Qua wow, mấy cái như căn nhà lầu nè. Nhà lầu thì mình thấy đẹp nhưng mà mình cũng không có thích các bạn. Tại vì khả năng thì không nói, khả năng thì cái đó là cái bắt buộc rồi. Nhưng mà tại vì ở bên này khi mà sống ở bên này rồi đó, lớn tuổi rồi để đi lên lầu lên đồ cũng căng á. Ơi uổng quá hôm nay đi xem nhà ngẫu hứng đi xem nhà. Rồi đi lên tới cái ngày nó đóng cửa, ngày nó nghỉ. Không vô được căn nào hết, nơi nào cũng đóng cửa hết. Nhà lầu nè, tại vì ở bên này các bạn họ thiết kế nhà hầu như là ở trên lầu. Nếu nhà lầu phải đi lên đi xuống chán lắm, hút bụi hút đồ. Bên này là phải hút bụi thường xuyên chứ không có bỏ lơ, không là thảm rồi nó hôi lắm. Rồi tay họ họ rất là siêng,
nhưng mà tay trẻ tay đồ chứ tay già họ cũng mua, họ mua những cái căn nhà thấp thấp họ ở thôi, một đủ thôi, có tiền họ đi holiday chơi, họ không cần thiết để dành làm gì. Người Tây họ khác, khác cái người Việt mình. Ở dưới đây cái con đường này hết rồi, dưới kia là nhà họ đang xây dựng. Tức là khi mà mình đi tới một cái công ty, một cái công ty nào mà mình thích ưng ý á các bạn, mình đặt cái mẫu, ví dụ như các bạn tới căn nhà này đi thì bạn hỏi là giá cả bao nhiêu, xây dựng theo đúng cái mẫu của căn nhà này thì họ sẽ cho giá. Thì đương nhiên thì khi chúng ta phải có kinh nghiệm xây dựng, còn không có kinh nghiệm nhiều khi nó cũng phải tốn thêm nhiều tiền lắm á, tốn thêm nhiều tiền phát sinh thêm mà ngồi luồn, chúng ta không biết. Ví dụ như là cái lô đất của mình nó có đá, có đồ, có này, có kia, hay là vật liệu chúng ta không ưng ý trong lúc xây dựng á, chúng ta thay đổi nhiều khi nó cũng sẽ tăng lên tới 5-30 ngàn cũng có. Ôi mẫu nhà đẹp mà mình không có đi vô được ở bên trong đó, những cái mẫu nhà họ có những cái bản vẽ chi tiết như thế này nè. Đó các bạn thấy một cái mẫu nhà đơn giản đời sở bên này đó, tại vì cái không gian và cái quy hoạch của họ rất là rõ ràng nè, đường xá rồi họ cũng rõ lắm, thước tắc rồi họ chia đều, cho nên nhà cửa rồi chiều cao của căn nhà trệt, căn nhà lầu nó cũng có sẵn, cho nên cất nhà rất là dễ. Thì nếu mà ở Việt Nam mà những nơi nào mà khu vực mới rồi đó, nếu có điều kiện thì cũng cất những cái mẫu nhà như thế này, nhưng mà thời tiết ở Việt Nam mình nó cũng nóng bức cho nên mẫu nhà cũng có thể là cao hơn, tùy theo cái môi trường, tùy theo cái quốc gia thôi. Cái đó thì mình không có thể chen vào được, vì lĩnh vực chuyên môn mình không có, cái đó là kiến trúc sư ở Việt Nam, những người quản lý Việt Nam thì họ cũng rành hơn đúng không? Chúng ta sống đời sống Việt Nam nó khác ở bên này. Mình nói chuyện về vấn đề như là người phương Tây, người già thì họ có thể là những cái căn nhà, ví dụ như mình nói là khi còn trẻ đó, họ còn ở tuổi 40-50 họ có thể là mua những cái căn nhà lầu như thế này, thì sau khi về già rồi họ có thể bán những căn nhà lầu đó, họ mua những cái căn nhà trệt như thế này họ ở. Ở bên này đó, có người thì họ cũng thích ở một cái căn nhà, nhưng mà có nhiều người họ thích ở những cái nơi nào họ thích ở, họ cần thiết để ở, họ không có màng, họ có thể bán, họ đi tới một cái nơi khác yên tĩnh hơn, thích hợp hơn, nhà gọn gàng hơn, an toàn hơn cho họ, an ninh rồi tốt hơn, rồi môi trường nó ngon nữa, thì họ ở thôi, họ không quan trọng là giống như là chôn nhau cắt rốn rồi điều đó đâu các bạn. Cái tâm lý của họ khác ha. Thì người Tây đó, ví dụ như là họ có con có cái thì con của họ lớn lên nó cũng phải đi mua nhà ở riêng ở một nơi nào đó, thì ở những cái căn nhà lầu nó trở thành rất là cô đơn. Thì họ lớn tuổi rồi, nó gọi 60 rồi trở lên, họ rất là khó khăn trong cái việc làm sạch nhà cửa, lau chùi đồ này nọ, họ phải bỏ tiền ra, họ phải bỏ tiền ra hàng tháng hay là hàng tuần để có người tới clean up nhà, thì đó là thêm một cái khoản chi phí tốn kém, cho nên họ sẽ chọn những cái căn nhà trệt như thế này họ ở, tiện lợi hơn. Ví dụ như hai vợ chồng già thì căn nhà ở 2 phòng hay 3 phòng là đủ với họ rồi, họ đâu có màng gì đâu. Đời sống con cái của họ thì các bạn biết rồi, nó khác với lại Việt Nam. Việt Nam thì làm để dành để dụm cho con, mọi thứ tới lúc chết để dành để dụm cho con, cho nên mấy con cái thì nhiều khi cũng ỷ lại cha mẹ. Còn ở bên này thì vấn đề an sinh xã hội cao, cha mẹ có lo cho con thì nhiều khi đứa con nó cũng không cần thiết, nó cũng đâu có cần đâu, tại vì nó khi mà nó không có việc làm gì đó thì nó cũng có cái trợ cấp của xã hội rồi giúp đỡ cho nó không có đói, nó có thể đi chỗ này làm chỗ kia làm, cho nên nó cái quan tư tưởng của nó khác với lại tư tưởng của người Việt. Thì người Tây đó họ không có quan trọng tới vấn đề để dành cho con, mà họ phải hưởng thụ cho chính bản thân cuộc sống của họ, họ làm rồi họ hưởng,
khi còn trẻ, khi còn nuôi con thì họ giúp những đứa trẻ, đứa con của họ đó trưởng thành, có công ăn việc làm là điều tốt nhất. Tức là gọi là họ cho cái cần câu. Còn cái việc mà cho con cá thì cũng có người, tâm lý người Việt Nam mình thì cũng có các bạn. Nhưng mà ở bên này cũng có nhiều anh chị, cũng có nhiều người lớn đi trước đó. Họ cũng không có màng tới cái việc là để dành để dụm cho con cực khổ rồi. Tại vì tới lớn nó cũng bỏ đi à. Nó cũng có nhà riêng nó ở, nó cũng lo cho cái đời sống của nó à. Cho nên người già trở thành neo đơn. Mà lúc đó có tiền cũng chẳng có làm gì hết á. Tại vì khi mà về già ở bên này rồi đó thì họ cũng có một cái khoản tiền, tiền già, tiền hưu trí của họ, tiền già. Thì họ vẫn sống đủ, không dư. Họ đi du lịch thì cái việc bán nhà từ cái ở cái nhà lầu xuống cái nhà trệt là chuyện bình thường. Đó là những gì mà mình chia sẻ ngày hôm nay cho mọi người, luôn cho quay cảnh quan và nói một chút xíu về cái cuộc sống. Qua mấy cái mẫu nhà này đẹp quá, tiếc là vô không được. Ok, video clip mình tạm dừng ở đây, hẹn mọi người ở những video sau ha. Bye bye. Vô nhà không được, đi vòng vòng ở ngoài.